Mọi người ơi, bị đì quá mọi người ơi. Bây giờ đì Long là ngày nào cũng thấy bắt làm một món. Bởi vì bữa nay là Long sẽ làm món gọi là món lỗ tai heo, nhúng giấm, thịt bò nhúng giấm mọi người ơi. Bây giờ mình tiếp tục mình làm cái này, trời ơi. Làm mắm mắm nem. Mắm nem thì mình khi mình làm mình sẽ cho mắm nem vào, mình vắt chanh vô. Có nước dừa không vậy ba? Cho miếng nước dừa đi. Chanh này như nó ít nước quá chị ba. Em nặng không thấy nước gì nè. Đó, mình nặng chanh vô. Đâu nước dừa đâu? Bỏ vô. Mình quay đều lên mọi người. Sau đó cái mình mới nêm nếm đường. Thêm đường mà. Thêm đường mà. Bây giờ mình sẽ cắt cỡ ra. Kế ra để nó như mình ăn với lại bây giờ chỉ đang nói là chút bill rồi này kia, mình không có làm gì, mình phụ mình làm bếp. Bữa nay mình nấu món này, ai mình nấu món kia vậy đó. Trời ơi, còn kia leo để má mình cuốn bánh tráng đó mọi người. Chỉ đang chốt hàng nữa đó. Sáng sớm chưa có ngủ đã nhất là khi dậy. Anh ơi dậy nấu gì ăn đi. Bây giờ tới chú chát mình cắt làm đôi, mình cũng cắt mỏng ra đó mọi người thấy không. Mọi người thấy không, đang chốt hàng đó, thấy chưa, chốt hàng mà ăn nữa giờ thấy ghê không. Mọi người thấy không, người ấy chốt hàng còn mình thì phải nấu ăn đó. Bữa nay phải nấu cái món như là thịt bò nhúng giấm với lại lỗ tai heo nhúng giấm đó cho cả nhà ăn luôn đó, mà con mình làm vậy đó nè. Mới vừa là thái xong là khốm nè. Rồi. Đó, khốm nè, dưa leo nè, khế nè, chú chát nè. Đó, bây giờ sắp xếp lại.
con này mới luộc lỗ tai heo xong nè, đó nó kêu mọi người. Con này là tô mắm nêm mới vừa làm xong luôn nha mọi người. Bây giờ chuẩn bị mình thái thịt bò ra. Đó, thấy không? Đang viết đơn rồi nha. Rồi, cái này không có lấy ship nha em nha. Đơn trên 1 triệu là mình không có lấy ship. Ở thành phố thôi. Đó, mọi người thấy không? Bây giờ làm xong mấy cái món rồi. Bây giờ chờ một chút để mọi người ra ăn thôi. Giờ không biết làm cái gì, đi vòng vòng chơi ra. À, đây. Gương kia ngự ở trên tường, ta đây muốn hỏi thế gian này ta còn được hay không? Anh nói rằng ô bây giờ anh hết thời rồi, anh ở nhà anh nấu ăn thôi. Dịch corona làm anh hết thời rồi anh Đông ơi. Bởi vì buồn lắm mọi người ơi. Ra đây hát thôi. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Tìm em không gặp, gối đầu mỗi đêm. Đó, vậy thôi đó. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kính ngã bãi, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa giường em đã qua kinh từ năm nào, tôi giặt đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm rầy. Chiếc áo nhuộm bùn đã lắm tấm giọt mồ hôi. Nhà của em sao trước dân tanh, trong gió lạnh chiều đông, bông qua dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Anh Long, chừng nào anh đi hát lại anh Long? Anh Long trả lời, chừng nào hết dịch tôi mới đi hát lại. Anh Long ơi, vậy ở nhà anh làm gì anh Long? Tôi ở nhà tôi nấu ăn cho gia đình tôi thôi. Đó, mọi người ơi, 12 giờ trưa, chỉ còn khoảng chừng 30 phút nữa là phải dọn ra cho mọi người ăn rồi. Anh Long ơi, anh đi dọn cơm với anh Long ơi. Dạ, em đi đây. Dạ, em bên Kim Tử Long á. Đó, bên Tử Long. Em có đặt một cái đơn hàng trong cái tin nhắn em là bây giờ không chịu ăn cơm. Sườn phô mai và một chè dưỡng nhan. Chừng nào dọn ra hết rồi bắt đầu kêu réo rồi mới ăn nha, chứ không phải dạ. Là muốn ăn là ăn đâu nha. Dạ thì đầu chị đó. Chị cho tới chiều nha. À, chị ơi, cái ship của tụi em mà qua bên quá trời quá đất luôn mọi người ơi, bây giờ ở nhà buồn quá không biết làm cái gì mọi người à. Dạ, nhưng mà ở trong nhà thì nó an toàn hơn, vì vậy cho nên là mọi người hãy bánh tráng kìa, bánh tráng muối rồi nè. Đó, trà bột công anh kìa. Mọi người ơi, mọi người ở nhà đừng ra đường nha mọi người ơi. Nè, mọi người thấy ở ngoài đường nó vắng hoe luôn vậy đó. À, để làm ra ra ngoài cho mọi người coi những trắng hoe vậy nè. Đó, thấy chưa? Trời ơi, đường nó vắng hoe. Không ai ra đường hết trơn á. Thượng đế ơi, sao con khổ quá vậy nè. Biết làm sao bây giờ. Chỉ thị của nhà nước là không được ra đường, mình phải tuân thủ thôi. Mọi người cũng tuân thủ nha mọi người ơi. Bây giờ mình nấu cái nồi nước giấm. Mọi người nấu nồi nước giấm, mình thái củ hành tây ra. Bỏ vô nước giấm cho nó ngọt và thơm nữa. Rồi sau đó mình chờ nước sôi. Mình chờ nước sôi, mình bỏ nước dừa nha. Khoảng 1
trái dừa hoặc là trái rưỡi dừa mà mình giấm. Giấm này chắc chua lắm đó chị ba. Chua dữ lắm. Chua dữ lắm, mình bỏ ít thôi, không có nhiều. Miếng dừa nha mọi người ơi, cái này phải làm miếng dừa mới ngon. Rồi mình nêm nửa chai giấm vô rồi, giờ thêm miếng nữa. Này giấm nuôi á. Rồi. Mình cho đường. Rồi hai miếng đường. Làm đúng 12:30 cho mọi người ăn, mà không biết mọi người có ăn không đó. Rồi xong đây, nồi nước giấm để lát mình nhúng bò với nhúng lỗ tai heo xong rồi mọi người ơi. Rồi xong rồi mọi người ơi, bây giờ là công đoạn mà mình đã làm là xong hết rồi đó. Bây giờ chỉ có mời lên ăn thôi, mà chưa tới 12:30 thì mình chưa dám mời thôi mọi người. Đó mọi người thấy không, 12:23 rồi, chưa 12:30 chưa dám. Đó còn đây nè, xong nè, thấy chưa. Đó, thịt bò đã xong, mắm nêm đã xong, bún đã xong. Chị ba còn thiếu bánh tráng gì ba ơi. Trời ơi, chảy nước bọt luôn rồi. Mắm nêm nè mọi người ơi, ngon lắm. Ngon lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ đi xem coi là mấy người đang làm bill đã xong chưa. Mình mời vô. My ơi, cô Trinh xong chưa vậy My? Trời ơi, đang nói đừng với khách hoài vậy. Đó, đang ship hàng. Dạ, dạ. Dạ, cái là trà đó là nó giảm đau dạ dày, là viêm gan, giảm bớt viêm gan, bổ phổi nha, trong cái mùa dịch này rất là tốt rồi cô ơi. Dạ. Dạ sao cô nói sao cô? Cô cúp đi, cô cúp đi, rồi con gọi lại cho cô, cho để cô đỡ tốn tiền nha. Dạ. Trời ơi. Mọi người ơi, còn 10 phút nữa ăn cơm nha mọi người ơi, mọi người. Chút đi anh ơi. 12 giờ rưỡi nha mọi người ơi, mọi người. Khoan đợi chút đi để ra lò bánh ra lò xong rồi làm luôn. Trời ơi, đợi bánh ra lò chắc tới chiều luôn quá. Mọi người ơi. Đợi chè, chè xong vô xong cái làm. Vô chè luôn mọi người ơi, mọi người. Đâu chè để đâu đâu. Đợi chút chè, chè. Dạ cô, dạ Văn Yên. Dạ rồi. Chà bộ công anh này mọi người ơi. Hàng về, dạ hàng rồi. Về. Nam Tân Tân Yên, dạ rồi. Sữa Hồng Sâm Ngọc Linh nè mọi người ơi. Gà lá chanh nè mọi người ơi. Còn trà bông hết rồi, còn có 3 hộp à. Trà bông người ta mua quá trời luôn. Đó. Còn này gà cháy tỏi mọi người ơi, ngon lắm mọi người, ngon cực kỳ luôn, gà cháy tỏi. Đó, 100 hộp mà còn như đây à. Vẫn miệt mài, vẫn miệt mài ghi chú. À, dạ, khi mà tụi con giao hàng lên, tụi con gửi qua đường bưu điện cho cô nha. Rồi một lát nữa. Dạ, alo. Dạ, bưu điện sẽ gọi điện cho cô và người ta giao tới ngay đúng địa chỉ của cô luôn. Dạ. À, Yuri con ngoại ơi. Yuri. Yuri cười ông ngoại cho nè, vừa cười ông ngoại, cười cái ông ngoại cho nè. Nè, Yuri cười ông ngoại cho nè. Cười ngoại cho. Cười đi ngoại cho, cười. Cười với coi. Nè, bánh mì bơ tỏi phô mai nè, rồi bánh sừng, bánh sừng phô mai nè. Đó, sáng này từ bếp nhập về đây giờ còn có nhiêu đây đó. Còn đây bánh chuối đó mọi người nha, bánh chuối này nhập về quá trời còn có nhiêu đây à. Anh nói nhập người ta tưởng rằng là mình
buồn lắm mọi người ơi, làm xong hết rồi mời mỗi mai ăn hết trơn rồi, lo làm còn nhiều chứ, Trời ơi, tôi đã nấu ăn rồi mà mọi người vẫn chưa vào ăn cho tôi được vui vẻ. Thôi con ca mệt quá, nấu bếp từ sáng giờ mệt thấy bà nội luôn, ca nổi đó. Từ một nghệ sĩ bây giờ trở thành là bếp sĩ, ngày nào cũng nấu ăn, trời ơi là trời, ô la la, xong mùa dịch này tôi sẽ thành bếp trưởng luôn, tôi cho bếp quá đã nghỉ luôn, tôi làm một mình tôi, tôi nấu một mình tôi bán một mình tôi, rồi nữa là tôi tiếp khách một mình tôi luôn. Vậy ơi, xong một mình tôi làm hết luôn, nói gì khổ lắm mọi người ơi, buồn lắm trời ơi. Công việc quá bận rộn. Wow, đồ ăn quá ngon. Bạn giờ? Mẹ tự để. Ba, mình được ăn chưa? Chưa đợi gì nữa. Chờ bà chủ online đang chốt hàng. Chốt chưa xong chưa được ăn. Chết chị. Ta nói câu là khách hàng là thượng đế, không sai. Giờ chồng con thì không bằng khách hàng. Giờ xong rồi. Ủa ai nấu này vậy ba? Ai trồng khoai đất này? Ba luôn hả? Từ sáng tới giờ thức dậy là làm hết. Mà cái này làm nha, không phải quay chia sẻ đâu. Cái này làm cho nhà ăn thôi, chứ không có quay mà chỉ cách chia sẻ nữa, là mọi người cũng thông cảm. Hôm nào mà thoải mái là Long sẽ chia sẻ cái món này cho mọi người, cách làm như thế nào tỉ mỉ hơn. Còn giờ ba kêu chị mắm vô ăn thôi. Ăn mọi người ơi, mọi người ăn cơm. Được ăn rồi mọi người ơi, được ăn rồi. Đừng có gieo cái nhát cho mình nha. Ăn mọi người ơi, trời ơi. Một cái công việc là chồng bắt làm. Đồ ăn rồi. Ơi, mọi người ơi, rất là ngon nè, đây mắm nem. Mắm gì? Mắm nem. Nem. Mắm nem. Ngon tuyệt vời luôn mọi người ơi. Đúng nè. Đó mọi người ơi, đây nè. Lỗ tai heo luộc chấm mắm nem. Very very good luôn. Trời ơi, cho luôn ăn bánh tráng không nha, có thịt bò, thịt riêng ơi. Ở đây với mẹ không?